Đấy, cứ như là anh trao đổi với em nhé. dạ. À, cậu Công đây rồi. đây là Mai nghiên cứu sinh mới về đây thực tập. cậu hãy hỗ trợ giúp đỡ cô ấy trong công việc. còn Mai cũng sẽ giúp đỡ cậu đỡ cô quạnh với cái đám khoai tây này đấy. <laughs> dạ em chào anh ạ. mong anh giúp được em. như đã giới thiệu với em từ trước, đây là cậu Công người rất đam mê với nông nghiệp dạ. và tận tụy trong viện mình nhưng cũng chính vì thế mà cũng hơi lạnh lùng với loài người, cho nên à, anh ấy có nói gì thì em à, cũng đừng chấp nhá. Ôi, thế chính ra lại may cho em đấy anh ạ. Nói thật với các anh chứ, cứ mỗi lần mà em bảo là em có thể nói chuyện cả ngày với cái đám cây trồng ấy, là người ta lại tưởng em bị ấm đầu. Ở đây thế này, chính ra em lại không bị ai kỳ thị. <laughs> à, à, thôi, hai anh em cũng thỉnh thoảng phải nói chuyện giao lưu với nhau một tí, chứ đừng mỗi người đứng nói chuyện với cái rau ghế dưa là tôi lại đâm lo đấy. Ừ, anh yên tâm, bọn em yêu cây trồng chứ có bị hâm đâu ạ. À. Thôi nhớ giúp đỡ tương trợ mai nhá. Thời buổi này còn có một cô gái trẻ đam mê với ngành mình là hơi hiếm đấy. Tôi đi nhá. Em chào anh ạ. À. À, anh công ơi, không biết là em ngồi làm ở đâu bây giờ nhở? Thấy chỗ nào trống thì cứ ngồi. anh công ơi anh có cần em giúp gì không cũng chẳng có gì cả cô cứ về đi khi nào hết thời gian thực tập tôi ký xác nhận cho Ui, anh ơi đây là giống khoai mới ạ không phải việc của cô tôi đang làm việc cô đừng làm phiền